Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đức Huy đang cùng đoàn ban tổ chức Festival cây cảnh của tỉnh Hải Dương đang có mặt ở Thái Bình và đang có mặt ở vườn anh Phan Điệp để mời những cái tác phẩm quý về tham dự triển lãm Hải Dương sắp tới. Thì quý vị cùng vào khám phá cái không gian vườn của anh Phan Điệp. Chào anh Triệu nhá, anh ơi. Chào anh nhá. Anh em Hải Dương. Là anh chủ vườn, anh ơi em chào anh. Chào anh nhá. Hôm nay anh được mấy người thinh vậy? Đúng rồi. Trước của Hùng Nợn. Hùng Nợn Đông Anh, bán cây Hùng Bắc Hồng. Về nhà. Không về anh Hậu. Hồi Hậu về anh bán gì? Hồi Huyền đẹp quá. Tiền nên nhìn có tiền cái đồ này. Vị chiêm ngưỡng một số những cái tác phẩm của anh Phan Điệp. Tác phẩm về một số phôi quý vị nhé. Một cái phôi thứ cấp gần hoàn thiện này, hoàn thiện được khoảng 70% rồi. Một cây 5 thân size tầm trung ấn tượng của viện. Ô anh, em chào anh. Dạ vâng, em chào anh. Tác phẩm Mộc Vân Sơn. Thưa quý vị, đây là nhà vườn Bách Khoa. Thế và anh này anh Điệp đúng không anh? Vâng, em anh Điệp, trên đấy tên là nhà mình vườn Bách Khoa. Vâng. Dạ vâng. Anh ơi, tác phẩm này thì em được biết là vừa rồi anh mới mua phải không anh? Vâng, em vừa mới mua ở triển lãm Hà Nam phải không anh nhỉ? Vâng. Cái này là của em Linh Nga. Chủ cũ là em Linh Nga phải không anh? Vâng. Dạ vâng. Tác phẩm về vườn được mấy hôm rồi anh? Mới về rồi, mới về một tuần. Mới về được một tuần. Một tác phẩm của nhà vườn Linh Nga, anh Điệp mới mua. Thưa quý vị, một cây quý đã về vườn Bách Khoa. Và bên cạnh một số phôi quý vị nhé. Đây là một cái nhà vườn mới. Một nhà vườn anh ấy cũng mới đầu tư cây. Nhưng anh ấy đã bỏ ra cái số tiền rất lớn để mua những cái tác phẩm nổi tiếng. Cây quý của em Linh Nga đã đi triển lãm rất nhiều rồi. Nối hơn bên Hà Nam nhiều. Nối hơn nhiều ấy. Về đây là chúa vườn rồi đúng không? Bên Hà Nam nó nhiều cái quý quá. Không phải, anh nhìn cái không gian nó bị loãng. Vâng. Không gian bị loãng. Về đây là tác phẩm này là chúa vườn rồi. Anh Điệp đặt chân một cái quý. Nếu mà không thay chậu vào chậu này. Và một cây trực ngay trước mắt quý vị. Này, cả chậu cả cái combo cái đẹp phết nhỉ. Vâng. Chậu mấy kỳ này rất là đẹp quý vị nhá. Tôn được cây. Em ít tuổi. Quý vị chứng ngưỡng một số những phôi quý vị này. Một số phôi khá tiềm năng quý vị ạ. Thì một cái tác phẩm anh Điệp vừa mới mua về vườn. Vâng. Các anh đứng ở bên này nữa. À, rồi. Cho nó cân vũ thằng đấy. Một tác phẩm vừa mới mua về vườn xong thì anh Phan Điệp đã đồng ý mang tác phẩm quý của mình về với triển lãm Hải Dương quý vị ạ. Thì mời các anh nhìn đây cho em nhá. Mời các anh tất cả nhìn đây, anh nhìn đây cho. Rồi, xong rồi. Rồi, cảm ơn các anh.
Quý vị thấy cái giá trị của những cái tác phẩm quý. Anh ấy chỉ vừa mới mua tác phẩm quý về được mấy hôm thôi. Và cả nước biết, cả nước biết đến. Và ban tổ chức triển lãm Festival cây cảnh triển lãm Hải Dương đã đến tận nơi. Trân trọng mời anh mang cái tác phẩm về với triển lãm Hải Dương. Quý vị chiêm ngưỡng những cái đường nét của cái tác phẩm quý này. Tác phẩm này thì những quý vị thường xuyên theo dõi yêu cây chắc hẳn là cũng đã biết cái tác phẩm này. Chủ nhân cũ là của em Linh Nga. Bạn yêu cây. Và một cái đây là cái tác phẩm trong tương lai. Cái cốt cái phôi đang bán hoàn thiện. Phôi này anh cũng đồng ý anh mang lên trưng bày hả? Ok rồi. Bởi vì triển lãm Hải Dương có một cái khu trưng bày phôi quý vị nhé. Thì một cái cốt này của anh Điệp, anh cũng đồng ý đến với Hải Dương. Sẽ vào trong cái khu trưng bày những cái phôi VIP. Cái này của anh ấy thì hoàn thiện được khoảng 70% rồi. Tất cả có hết rồi, giờ chỉ cần ra bông thôi. Cái này kể theo phần Điệp cũng đam mê dáng huyền. Huyền một con huyền đẹp. Này form đẹp anh Phúc nhỉ. Form sau đẹp. Và cái thiết kế em thấy là rất là hài hòa. Bố cục đẹp, bố cục hài hòa. Một cây lam thân nhỏ thế này. Chiều cao thì chắc chưa cao, chỉ cao nó khoảng năm mấy phân thôi. Anh Phúc không nhận? Tầm 50 phân thôi. Thế chỉ cần 50 phân. 50 phân hơn một tí thì mà mạch lạc rõ ràng cái này quý vị này. Anh Thắng ấy cũng như lại cho em chơi thôi. Thằng Nhôm này. À cái này anh mua anh Thắng Nhôm. Anh Thắng Nhôm thì mua của chú Ngô. Chú Ngô Hiển phải không? Đúng rồi. Chà này quý vị anh nhìn cốt ăn mà già anh Điệp nói mới nhớ chứ sao. Con này thì nó xịn sò xịn sò. Nó không to nhưng mà nó là còn rất nặng ký mà. Rồi. Tương lai nó cũng là một siêu. Cái đâu phải cần hoàn thiện đôi khi phôi như này thì ai. Anh những đồ này ra sân chơi mọi người mới chiêm ngưỡng nhiều và ngắm nhiều. Bởi vì nó chưa từng xuất hiện. Mà sân chơi nó phải có những cây bán hoàn thiện thì nó thu hút nhiều hơn. Như Đông Anh là được. Thưa quý vị, Ban Sát Đức Huy vừa truyền tải cho quý vị một cái thước phim. Ban tổ chức triển lãm Hải Dương đi trân trọng đi mời những cái tác phẩm để về tham dự triển lãm Hải Dương sắp tới được sự ủy quyền của chú Cường Thóc và đoàn chúng tôi đã có mặt ở nhà vườn Bách Khoa. Chủ nhân là anh Phan Điệp đã đồng ý mang hai tác phẩm tham dự triển lãm Hải Dương. Bà Sa Huy đến đây xin phép quý vị được dừng lời đây, xin được cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Quý vị hãy theo dõi những cái bước phát triển của nền cây cảnh Việt Nam và hướng về triển lãm Hải Dương sắp tới và một số những triển lãm tới đây sẽ diễn ra. Xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở cuốn video sau.